Bây giờ mình sẽ đi làm bánh mì chuối nha. 30g hoặc một cốc này, 30g táo, 150g bột này, hơn baking soda một nở và 4 cơm mang mang bánh mì bỏ cùng vào trộn cùng vào 150g bột mì rồi. Thì tiếp tục mình sẽ có hơi cái trứng này, đây ở đây là nước cốt chanh và hơi quả chuối. Hơi quả chuối thì mình cố tình mình để chuối cho thiệt là chín như vậy thì nó có ngọt lòn lòn nhé. Đây cái chuối nhìn cái vỏ thì nó đen nhưng mà mình lột là nó không sao hết, tại vì mình cố tình mình để như vậy thì nó có ngon với ngọt hơn. Thì bắt đầu mình tiến hành mình sẽ dàn cái chuối này ra nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào cái trứng nhé. Nên mình sẽ cho toàn bộ cái bột này vào nhé, 150g bột mì, men, đó lên trên đều nhé, cho nó cũng chanh vào. Đường tráng thì dùng đường tráng nha, nhà mình không dùng đường tráng, chỉ có đường đen cho nên mình dùng đường đen. Mình sẽ cho táo vào nhé. Táo mình sẽ đem đi nướng nha, thì mình không có lò nướng cho nên mình sẽ dùng cái nồi cơm điện. Đây là cái nồi cơm điện của nhà mình, mình đã làm nóng rồi đây, làm nóng hồi trước. Đây giờ mình bỏ ra nhé. Đây cái nồi nó đã nóng rồi, một ít dầu ăn nhé. Đây mình thoa đều rồi, mình vẫn giữ cái nồi cho nó nóng mà nó đang nóng. Mình sẽ lấy cái miếng giấy nước bánh này rồi lót đi cái đế nồi á, lót cái miếng giấy bánh ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho còn cái bột này đều nướng nhé, bánh nha. Đấy thì mình sẽ cho một cái hộp cốc vào nhé. Giờ bây giờ mình bắt đầu đi nướng nhé, để nó dừng lại. Và mình tát cái nước này trước, sau đó menu này Whisper là giống chế độ nướng bình thường á, bấm như thế này rồi mình chờ cho bánh chín coi thử bánh như thế nào. Ôi trời, đây là người này thì là bánh chuối mình vừa nướng xong vừa lấy ra đó, nướng bằng nồi cơm điện nha. Bây giờ mình sẽ chét ra xem thử như thế nào. Thơm mùi chuối kinh đó, thơm mùi chuối chuối chín đó. Thôi nhìn cũng ngon phết á, nó thơm mùi chuối. Trời ơi, cuối cùng mình cũng làm thành công được cái bánh chuối thơm phức mùi chuối luôn. Ngon có nhìn ngon chưa? Ông chồng mới nói là sáng mơ ông đi làm về ông ăn cái này cho bữa ăn sớm là được rồi, không cần nấu cơm. Bây giờ mình sẽ ăn thử nè. Cái này được nè, vì nó không có ngọt quá. Ôi nắng thơm mùi chuối, thơm phức có mùi chuối luôn á. Ôi bại bỏ ập cũng được cái bánh này ăn ngon cơm vậy rồi, khỏi gần phải đi mua bánh mì. Khi nào thích thì nồi mà tự nồi mà ăn, nó cũng nhanh chứ không có lo.